Chú Huấn ơi, bạn ta, ôi không, tất cả các em, các cháu, các chị, các cô gì chú bác, không được hỏi cái chuyện khác. Chuyện nhà bác Phương được làm gì, anh không biết nhá. Không phải chuyện của tôi không biết nhá. Đã không biết thì không nên tham gia chuyện triều đình, triều chính nhá. Làm người ai là có lúc sai đó. Sao chú lại gọi chú Tùng bằng đại ca? Mày dốt lắm, mày cà rốt lắm, mày cà rốt thế mà sao lại gọi bằng đại ca? Bởi vì là lúc chú khó, lúc chú khổ, lúc chú vào Sài Gòn không có đồng nào, thì anh Tùng là đại ca, Tùng là người giúp đỡ cho chú nhá, giúp đỡ về cái giúp đỡ và cái cách sống, giúp đỡ về kiến thức đấy nhá, giúp đỡ quan trọng nhất là giúp đỡ về cách sống và kiến thức. Thế bây giờ mày có ngày hôm nay, có ngày hôm nay thì bây giờ mà mày phải nên nhớ là chú Tùng này, chú Tùng này chú như thế nào thì các cháu tự hiểu. Thế bây giờ là một ngày làm anh cả đời phải làm anh, một ngày làm đại ca thì cả đời phải làm đại ca. Dù tôi có nhiều tiền đến mấy thì tôi vẫn phải có, dù tôi có nhiều tiền đến mấy thì tôi vẫn phải có bạn bè idol chứ. Làm người mà không có hoài bão, không có ước mơ, không có idol thì gọi gì là người nhá. Chú ơi, cháu có thằng bạn tên Minh Duy, đẹp nhầm, đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to nhưng mỗi tội chơi bời. Thì nhà đó mặt phố bố nó làm to nhưng mà nhà đó thì bố mẹ nó mải làm to, bố mẹ nó không lo cho nó, không chịu khó quan tâm đến nó để cho nó chơi bời, sau này nó sẽ hư hỏng, thì nhà mặt phố bố làm to, to mấy cũng hết nhá, hết xe đi theo mây khói. Chào Đức Nguyên nha, Đức Nguyên chia sẻ đâu, Nguyên thì Ninh đã chia sẻ đâu mà cứ hỏi nhá, chia sẻ đi. Nguyên thì Ngọc Quỳnh chia sẻ đi. Bây giờ chẳng nhẽ là mọi người đã nói yêu quý tôi mà tôi nhờ mọi người chia sẻ đây, mọi người kẹt cái tí, mọi người chia sẻ cho cái tí, mọi người xóa đi nhá. Nguyễn Thị Ngọc Nhàn ok nhá, chia sẻ cho Huấn xin cái đi, mọi người chia sẻ cho tôi xin một cái, tôi cảm ơn mọi người nhiều nhá. Chào Trần Hồng nhá, chào Lã Thành Phong nhá. Chú Huấn ơi, cháu có thằng bạn tên Trường, cháu nhiều lời khuyên nó cứ chơi bời, ui rồi đừng có chơi bời, chơi bời nào rồi. Ok nhá, chào Đào Hải Yến nhá, chào Ngân Mai nhá, ok nhá. Chào Liên Hà Phương nha, chú Huấn ơi, cháu có thằng bạn tên Nguyễn, Nguyễn Ninh lúc nào cũng yêu đương lung tung, yêu đương thì còn học làm sao được. Này, con người thì chỉ có, ví dụ như các cháu đang đi học, đấy đang tuổi ăn tuổi lớn, đấy, nếu các cháu chọn con đường chơi bời, thì con đường học hành của chúng cháu thì sẽ hỏng. Nếu mà anh em, các cháu, các em, các bạn chọn con đường học hành, đấy, công danh và sự nghiệp, hiểu không? Chọn con đường công danh và sự nghiệp nhá. Nếu mình đã chọn công danh đấy nên chọn con đường này, công danh và sự nghiệp, chứ đừng chọn con đường chơi bời. Chơi bời làm gì? Học thật nhiều vào, sau này nhiều tiền mình thoải mái mà chơi mà ăn nhá. Bây giờ mình đang tuổi ăn tuổi học thì cố gắng chịu khó học hành thật giỏi thì lấy cái chữ nhá. Ok, chia sẻ đi, 15.000 người, mỗi người chia sẻ cho cái đi, mỗi một người chia sẻ cho tôi xin một cái. Giờ này live stream ít người xem nhưng mỗi một người chia sẻ cho tôi xin một cái đi cho nó tình cảm. Ngô Tố Uyên xinh gái ok, chào Hoàng Ngọc Chiến ok nhá. Mạng có bị kém không mọi người? Chào chào Hiền Hiền nhá, chào Đỗ Quang Thiều. Gì? Đỗ Quang Thiều ok. Chào Trần Thùy Dương chia sẻ. Chào Lam Nguyễn chia sẻ. Ok nhá, chào Thư Anh nhá. Nguyễn Thành Đạt nhá. Rồi. Đúng rồi, anh Tùng là người ngày xưa giúp đỡ chú nó khó khăn nhá. Anh Tùng với chú là anh ấy rất có quý chú. Đây, mọi người chia sẻ đi. Mỗi người chia sẻ cho tôi xin một cái, tôi cảm ơn. Chào Nguyễn Việt Anh chia sẻ này. Đấy, chào chị Ngọc Nga chia sẻ này. Ngọc Nga ơi, anh cảm ơn Ngọc Nga này, anh cảm ơn Mai Anh Hoàng này. Cảm ơn Hưng Nguyễn này. Ok này, mỗi người cho một xin một cái chia sẻ cho đông người xem nói chuyện đỡ buồn. Ok, Nguyễn Duy Tài nhá. Chào Nguyễn Thượng nha, ok tất cả mọi người nha. Chào Phạm Khánh Nguyên nha. Chú ơi, cháu có con bạn tên thân là Mộc Linh Bùi, nó định chọn con đường vào ngành. Vất. Thôi bảo khuyên bạn cháu đi, đừng có đi chọn con đường vào ngành đó nha. Ngành mình là người phụ nữ này, người phụ nữ là rất là đẹp đó. Người phụ nữ ở Việt Nam rất là đẹp. Đừng có chọn con đường mà đi làm gái ngành nha. Làm gái ngành là làm đồ chơi cho người khác.
Mà đã là đồ chơi này, người ta chơi chán, người ta vần mò chán, người ta vứt. Đã là con người làm sao mà bán rẻ cái danh dự và lương tâm con người đấy. Kiếm được mấy cái đồng tiền, ôi trời ơi đấy, mai chưa bệnh lại hết của lòng nha. Nha, đúng không Ninh Cỏ? Đấy, mình nhìn lên mình chưa bằng ai, nhưng mình phải nhìn xuống. Bố mẹ cho mình sức khỏe, đúng không? Cho mình cái sắc đẹp, đấy. Cho mình sức khỏe, mình cố gắng mình phấn đấu. Mình làm những cái việc mà không có lỗi với bố mẹ, không có lỗi với gia đình, không xấu hổ với bà xã hội, không xấu hổ với bố mẹ. Cho cái sắc đẹp để đi làm gái, hỏng luôn nhá. Ô hỏng, làm cái đấy hỏng rồi, lát rồi, mang tiếng lắm. Mang tiếng cả đời, mang tiếng cả đời, mang tiếng cả đời. Kiếm được mấy cái đồng tiền đấy à, đến lúc về già chữa bệnh hết nhá. Bọn cháu tưởng đơn giản à, đi làm gái kiếm được mấy cái đồng tiền, ôi trời ơi. Nó bỏ tiền ra nó bóp cho lắt, nó các kiểu đó, đúng không? Thôi đừng bỏ ý định đi, bảo bạn cháu đừng có đê dại nhá, bảo bạn cháu đừng có dài, đừng có dài nhá. Chia sẻ đây. Ok Quỳnh Hoàng nhá, Nguyễn Thủy Dương nhá, ok nhá. Chào Quỳnh Như nhá, chú Huấn ơi, cháu có con bạn tên Lan, Lan Ruồi, 16 tuổi, đã đu đòi cờ bạc đô đề. Thế thì con Lan Ruồi sau này để con ra, nó có khi con là nó 13 tuổi nó cũng biết đánh cờ bạc đô đề. Người ta gọi là đời mẹ ăn mặn thì đời con sẽ khát nước, hiểu không? Bây giờ mẹ mà không chuẩn thì sau này con nó cũng sẽ giống tính mẹ nhá. Đừng có đòi, đúng rồi đúng không ạ? Chú Huấn ơi, bạn cháu tên Linh, nó bảo biết chú là ai, chú nói cho nó biết đi. Không biết chú là ai, biết chú đi. Thực ra bạn cháu tên Linh nó không biết chú là cái chuyện bình thường. Và có phải là ai cũng biết chú đâu. Bạn cháu nó mải học, nó không chơi điện thoại, nó không internet, nó không Facebook, nó không lướt web thì làm sao biết chú là ai. Chú chỉ là chú Huấn quá là bình thường, hay là một người bình thường, là một người bình thường, là anh của tất cả mọi người, là anh của tất cả các em nhỏ, là chú của tất cả các em nhỏ, hay là một người bình thường. Là một người bình thường thì có cái gì đâu mà phải biết nhá. Quý thì biết không biết thì thôi. Có những em gái đang mải bận đang học. Hoàng Thị Vân Anh, chú Huấn ơi, cháu có con bạn tên Thùy Trang. Kia cứ vẫn cứ vẫy vẫy ôm ôm cái này, vẫy vẫy ôm ôm cái này. Mấy thằng trai đẹp mỗi cái người thế là cháu có con bạn tên là Thùy Trang, làm vẫy 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 là mỗi một thằng vào là mất 5 lúc. Chú ai hiểu rồi, đứng đường đúng không? Đứng đường đúng không? Mỗi phạn phát 5 lốp đúng không? Đây là tất cả các em, các cháu, các anh, các chị, các cô dì, chú bác này. Phải lên nhớ này. Đồng tiền nó có hai mặt. Đã là tiền, gọi là tiền bạc, rất là bạc. Tiền bạc, rất là bạc. Nên mọi người, tất cả những người mà kiếm những đồng tiền phi pháp, kiếm những đồng tiền bất chính, thì kiểu gì nhỉ? Kiểu gì này? Luật nhân quả không bao giờ chừa sót một ai. Đến lúc nghiệp vật cho là tôi đấy nha. Tôi. Ông giời không có mắt mà. Ông giời không có mắt mà. Ở hiền thì gặp lành, ác giả thì ác báo nha. Nha. Ok nha, chào Hà Linh nha. Chào Lê Hải Yến nha. Cháu có đứa bạn tên Anh Nè. Nó mới chia tay bồ theo con đường cờ bạc của Anh Nè. Có đến có cái đấy chú chịu chết không khuyên đâu, khuyên các cháu đi học hành là tốt. Kết bạn đi nha, kết bạn. Kết bạn đi, kết bạn đi, kết bạn đi, kết bạn. Ấn like cái fanpage của Huấn Hoàng và Tích Xanh. Ấn theo dõi fanpage nha. Đúng rồi, idol của chú Huấn ai là người này. Đã là người này phải có hoài bao và có ước mơ đấy. Đã là người phải có mục tiêu phấn đấu. Đã là người phải có một cái đích để cho mình đến. Đấy. Đã là người mình phải có người hâm mộ. Đấy. Như mọi người quý tôi thì mọi người quý. Như tôi thì tôi cũng phải có idol chứ. Tôi cũng phải có tấm gương để tôi phấn đấu nhá. Nhá. Hiểu không? Ok nhá. Chú Huấn ơi, cháu có một thằng anh. Cái để cái thằng Nhật. Anh Nhật đây là tôi mày. Mày nói chuyện như thế thì chú chịu chết. Cháu có một ông anh. Cháu có một thằng anh, mày gọi anh mày bằng thằng thì có thể là bố mày mày cũng gọi bằng thằng nhá. Như thế gọi là không có văn hóa nhá. Bậy.
Nói chuyện lịch sử này, nói chuyện lịch sử này, không được nói chuyện kiểu này nhá. Chú Ấn ơi, bạn cháu tên Nguyễn Công Lam, nó đang có ý định học xong 12, nó lên Sài Gòn làm trai bao. Thôi bảo bạn cháu đừng có làm trai bao, nó thông cho nó là lát đi nhá. Lát đi nhá. Làm trai bao đó toàn là đằng sau và lại con lát đi. Ok nhì nhì nhá. Chú Ấn ơi, cháu có con bạn tên Châu. Sao mọi người? Ok nhá, tất cả mọi người ok, mọi người ấn ấn like fanpage của đúng không này. Ấn theo dõi fanpage này. Ấn thích chạm. Đấy mọi người cùng tham gia vào, cả nhà tham gia vào cái mọi người tham gia đấy mọi người.